FPT Laser, 10 năm da thật không bong nổ. FPT Laser, áo da thật hàng đầu Việt Nam. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của FPT Laser với một chương trình hoàn toàn mới, đó chính là chương trình Laser Jacket For You, áo da cho bạn. Với chương trình này thì chúng tôi sẽ mời tới đây những khách hàng hoàn toàn ngẫu nhiên để họ có thể trải nghiệm quy trình tư vấn và may lên một chiếc áo da thật tại xưởng của FPT Laser. Và khách mời trong tập đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay đó chính là bạn Đỗ Hoàng Tuấn đến từ Hà Nội. Xin chào các bạn, mình tên là Tuấn, năm nay mình 21 tuổi, bạn là sinh viên năm thứ tư và mình đang sinh sống ở Hà Nội. Sở thích của mình là tìm hiểu về các đồ công nghệ và mình cũng rất thích nghe nhạc điện tử EDM. Thần tượng của mình là Hardwell, DJ đã từng đạt danh hiệu DJ số 1 thế giới. Mình tham gia chương trình vì mình muốn tìm một chiếc áo da giống như thần tượng Hardwell của mình. Để giúp cho bạn Tuấn tìm được một áo da ưng ý thì hôm nay mình xin giới thiệu bạn Hường, người sẽ tư vấn cho bạn hiểu thêm về mẫu áo da này. Theo yêu cầu của anh về một chiếc áo giống người nổi tiếng thì em xin giới thiệu với anh đó là một chiếc áo này có tên là Biker Racket. Thì chiếc áo này được có 4 vạt cổ áo riêng biệt như anh có thể thấy ở đây ạ. Và phần tay thì được thiết kế là khóa kéo, cũng như là phần khóa kéo ở đây thì khóa chính được thiết kế là khóa chéo ạ. Và cái với thiết kế này thì anh sẽ mặc vào không bị gió lùa vào người. Đây là một mẫu thiết kế là khá là phổ biến và được các hãng trên thế giới săn đón. Tuy nhiên thì các cái mẫu này thì chưa phổ biến ở Việt Nam. Nói qua một chút về mẫu áo da Biker Racket này thì đây là dòng áo da lâu đời và huyền thoại. Áo da này thì được ra đời bởi nhà thiết kế Irvine Scott. Thì ban đầu thì mẫu áo da này được thiết kế là dành cho xe đua. Đến năm 1954 thì chiếc áo này lần đầu tiên lên màn ảnh bởi diễn viên Marlon Brando trong bộ phim The Wild One. Điều này đã tạo ra một cơn sốt muốn sở hữu một chiếc áo da biker để trở nên ngầu như ông. Double Rider đến nay vẫn là dòng áo da được ưa thích nhất trên toàn cầu. Đây là chiếc áo da được các sao trên thế giới yêu thích như Taylor Swift, Bruno Mars. Biker Racket này đã trở thành phụ kiện thời trang bất hủ với hình ảnh cá tính, hầm hố nhưng tiện lợi. Sau khi được tư vấn về áo da thì mình cảm thấy các bạn nhân viên ở đây rất có chuyên môn và rất am hiểu về áo da. Và các bạn ấy cũng tư vấn rất thân thiện và nhiệt tình. Và bây giờ chúng ta có thể cùng qua xưởng, ở đó thì bạn có thể trao đổi với thợ để mà có được những cái mẫu da ưng ý. Xin mời. Xin giới thiệu với bạn, đây là chị Thuận, người sẽ may đo cho bạn chiếc áo da trong ngày hôm nay. Khi may cái mẫu áo biker này thì mình cần lưu ý là giữa hai cái vạt áo, cái vạt bên trong thì mình cần phải cho nó ngắn hơn cái vạt bên ngoài. Bởi vì khi mình kéo khóa lên, cái vạt trong nó không ngắn hơn thì nó sẽ bị mình sẽ nhìn thấy. Và khi mình may cái khóa, nó có cái khóa tay, mình cần lưu ý là khi mình may mình cần để phẳng cái khóa để khi mình may vào cái áo thì da nó mềm, khóa nó cứng. Nếu mình không để phẳng cái khóa, cái thẳng khóa thì nó sẽ bị gồng khóa. Mình thấy là quy trình may áo da nó rất là phức tạp và rất nhiều công đoạn, từ chọn da, đo da, rồi cắt da, rồi may, rồi các bước hoàn thiện cuối cùng thêm các chi tiết khóa hay cúc, thì là một công trình rất là một quá trình rất là nhiều công đoạn và cần sự tỉ mỉ cẩn thận. Và sau khi được trải nghiệm thì mình thấy rất là vui khi mà được chọn tự tay chọn chỉnh tấm da cho áo của mình. Đầu tiên mình rất hài lòng với chiếc áo bởi vì chiếc áo này rất giống với áo của thần tượng mình mặc. Thứ hai thì chiếc áo thể hiện da kiều nên là rất nhẹ, mặc linh hoạt và thoải mái. Thứ ba là chiếc áo này có một cá tính trẻ trung, mạnh mẽ nên mình rất thích mặc. Thứ ba, phong cách của áo này rất là trẻ trung, năng động, phù hợp với độ tuổi của mình. Xin chân thành cảm ơn FPT với chiếc áo da và trải nghiệm rất là tuyệt vời, thú vị.
Vậy là khách mời ngày hôm nay đã có cho mình được một mẫu áo da ưng ý. Cảm ơn đã theo dõi chương trình. Nếu như các bạn muốn trải nghiệm quá trình may áo da thật tại FTT Shop, mọi người có thể đăng ký website aodacaocap.net / đăng ký. Chúng tôi sẽ tiếp tục lựa chọn những khách mời có những câu chuyện thú vị để tham gia chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.